Quỳnh Phạm xin gửi lời chào toàn thể các bác thợ đam mê săn bẫy ong rừng trên toàn cả nước nhé. Và hôm nay em ấy có cơ hội là đi test cái bộ quần áo bạt ô tô quân đội này cho tất cả quý khách hàng xem. Và trước khi đi vào chi tiết về test cái sản phẩm này thì em Quỳnh nhắc rõ về phương thức giao dịch để các bác lần đầu tiên đến với shop của em các bác yên tâm hơn nha mọi người. Tất cả hàng bên em thì các bác được đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, và quan trọng hơn là hàng đúng như chất lượng em Quỳnh giới thiệu ở đây thì các bác vui vẻ thanh toán cho shipper giúp em nha. Đấy, đây là mẫu quần áo bạt nhà em này, đều có ô thoáng ở đằng sau và có túi ở bên trong để các bác chế quạt các bác nhé. Và ở được trước mặt các bác nhìn kìa, đây là lớp kính meca để chống ong đái rất là tuyệt vời các bác ạ, và đều có lỗ thở cho mọi người nha, mọi người yên tâm là mặc rất là thông thoáng và tuyệt vời luôn, và găng tay rất dày dặn và đi chi tiết về đôi ủng cũng rất là dày dặn luôn. Thì hôm nay thì bên em sẽ test cái bộ quần áo này do một bác thợ nhà em sẽ đi bắt tổ ong bò vẽ kia, nó tuy nhỏ thôi nhưng mà sẽ test cái độ trèo leo trèo cây mà không sợ bục cho mọi người xem nha. Đây các bác này, đó các bác thấy không, đây là trèo lên cây xoài nó hơi nhỏ các bác ạ, đây tổ ong ở trên nhà các bác nhìn rõ kìa, đó. Ong ở ngoài em thì nó hơi nhỏ các bác ạ. Ở các bác thì nhiều bác quay lên những cái tổ ong nó rất là to, nhìn thích mắt thật đấy. Nhưng ở ngoài bác bọn em thì ong bé lắm. Đây này, các bác có thể quan sát kỹ. Đó, tổ ong bé xíu kìa. Đó, đúng ngón tay của em kìa. Quần già đồng quá các bác. Em quay gần cho các bác xem nhá. Đó. Tổ ong nó hơi nhỏ các bác ạ. Đấy. Nó bé bé chắc thì tầm bằng nồi cơm điện. Quần già đồng tinh. Ồ, già đồng đã man, em phải tránh. Đó các bác thấy không ạ? Đó, đây là một tủ ong bò vẽ các bác nhá. Nó chỉ to tầm bằng nồi cơm điện thôi các bác ạ. Đây bộ quần áo này thì các bác yên tâm, tha hồ chúng ta leo trèo cây luôn. Các bác có thể nhìn rõ này, ong bay ra rất là đông nhưng mà bác thợ nhà em vẫn an toàn tuyệt đối nha mọi người. Đó các bác có thể quan sát này, giày rất là dày dặn luôn cái đôi ủng này và bộ quần áo này. Đó các bác nhìn thấy không ạ? Đó, đã bắt thành công một tủ ong bò vẽ này rồi các bác ạ. Nói chung tổ này thì nó cũng hơi nhỏ thôi mọi người ạ. Đó. Đối với sản phẩm này thì bác yên tâm nhá, trèo cây thì thoải mái luôn, không lo bị ong chích đốt vào cơ thể, bảo hành cho bác tất cả các loại ong luôn đều có thể mặc được bộ quần áo này. Đó các bác nhìn thấy không ạ? Đó bác thợ đã bắt thành công một tổ ong bò vẽ rồi. Đó các bác nhìn rõ không ạ? Đó. An toàn lên đến tuyệt đối luôn, và quan trọng hơn nữa bộ quần áo bên nhà em Quỳnh này bọn em đều cải tiến. Ở trước mặt của nó thì nó đều có cái lớp màng gọi là silicone để chống ong đái vào mắt đi các bác. Cho nên là độ bảo vệ mắt rất là cao luôn, và ở trước mặt đều có cái lỗ thoáng ấy, cái lớp lưới hai lớp để cho chúng ta dễ dàng thở, hít thở hơn mọi người nhá. Và găng tay của nó rất là dày dặn luôn, các bác có thể quan sát này. Đó, các bác nhìn rõ không ạ? Đó. Các bác nào cần sản phẩm này nhá các bác thì alo trực tiếp với em Quỳnh nhá, thì em sẽ gửi hàng về tận nhà cho mọi người đó. Mà ngoài sản phẩm quần áo ong thì bên em còn đầy đủ phụ kiện săn bẫy chim ngày chim đêm phục vụ tất cả quý khách hàng nhá. Bác nào yêu quý em, yêu quý kênh hãy nhớ ấn đăng ký kênh giúp em nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video, xin chào toàn thể các bác ạ.